Từ nãy nhiều chuột lắm, có khi sắn chả được thu hoạch vì nó ăn hết sạch sắn với ngô. Còn cân rưỡi, cân hai. Đây, sau khi lọc hết ra nó được như này. Ý, gia vị nó sang nhà nào? Gia vị á? Gồm một sang gì? Gia vị gồm cái gì? Hóm chip này. À. Hóm bèn này. À. Nó ớt mắc khén. Ớt mắc khén các bạn ạ. Dùng có ớt mắc khén này rồi. Chuột gác bếp này để tầm khoảng 3-4 hôm khô một tí là ăn các bạn ạ. Mấy hôm trước có để ở trên các bếp, hôm nay là khô rồi. Hôm nay sẽ ăn luôn món thịt chuột này các bạn ạ. À giời ơi. Đây các bạn nhá. Đưa kính quay ra cho quán. Phải nhá. Để cháu xin nhá. Tôi mời các bạn nhá. Chuột các bếp và thịt sóc các bếp các bạn ạ. Ngon nhờ. Quay xong gìn này cậu. Hết ý luôn. Cốc sốt cốc biển. Nào. Thôi mời đây nhá. Mời nhá. Thế thịt chuột nhắm với bia. Thôi nhắm đi.